Trong số The Creator X YouTube tuần này, chúng ta sẽ được gặp gỡ và trò chuyện với các thành viên của Fab TV, nhóm làm YouTube đầu tiên nhận nút kim cương của Việt Nam. Chúc mừng kênh Fab TV. Kênh giải trí của năm Fab TV. The winner is Fab TV. Họ là những người đầu tiên ở Việt Nam sở hữu nút kim cương. Được thành lập vào tháng 2 năm 2014, đến nay là đã 10 năm hoạt động, Fab TV vẫn luôn giữ vững phong độ và ra sản phẩm đều đặn, chất lượng. Hiện tại, nhóm đang sở hữu kênh YouTube có khoảng 14 triệu lượt theo dõi với 1.192 video cùng hơn 5 tỷ lượt xem. Một thập kỷ là khoảng thời gian đủ dài để vũ trụ giải trí có nhiều thay đổi, cập nhật đa dạng thể loại và cả xu hướng của người xem. Trong suốt 10 năm qua, Fab TV vẫn bền bỉ thực hiện sản xuất các series hài phục vụ khán giả. Vậy thì điều gì đã giúp các thành viên trong Fab TV nuôi dưỡng sự đam mê và bền bỉ với nghề? Theo Viễn thì đó là cái thứ nhất là cái niềm tin là nó sẽ thành công. Và cái thứ hai là cái hạnh phúc trong lúc làm việc. Thì lúc mà làm việc thì mọi người vui vẻ à. Ít ra thì bây giờ dù không có lương hay lương ít thì mình vẫn được cái hạnh phúc trong lúc mà mình đang làm phim. Rồi thêm một cái mà để mọi người hướng xa hơn là nó sẽ thành công. Công thức thành công của nhóm là gì? Các bạn muốn làm thì các bạn phải làm. Các bạn hãy làm đi. Cách các thành viên đối mặt với những định kiến tiêu cực có phải là chấp nhận nó? Đúng rồi, cái này là thật sự real đó. Mình phải thật, trung thật xíu. Và không để các bạn chờ lâu nữa, cùng chúng mình bắt đầu ngay thôi nào. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả tập tiếp theo của The Creator. Hôm nay thì như các bạn có thể nhìn thấy, mình không xuất hiện ở trong văn phòng bình thường của Spy Room mà mình hiện tại đang ở trong Hồ Chí Minh. Và cụ thể là mình đang ở trong văn phòng của một trong những kênh YouTube lâu đời và thành công nhất tại Việt Nam, Fab TV. Xin chào tất cả các anh và cảm ơn các anh rất nhiều vì đã nhận lời tham dự The Creator. Nhưng mà hôm nay chúng ta còn có một thành viên nữa, như các bạn có thể nhìn thấy ngồi ngay cạnh mình đây. Đây là anh Việt Anh Trần, CEO và founder của Spy Room. Lý do là bởi vì anh Việt Anh là một trong những fan của Fab TV từ những thời gian đầu tiên. Và một lý do hơi cá nhân hơn một chút là lúc đầu khi mà em nhận được email của mọi người là sẽ có 6 thành viên của Fab TV tham gia thì lúc đấy em cũng hơi lo, bởi vì một mình em sẽ là host, sẽ phải có anh Việt Anh đến để được thế trận nó cân bằng hơn một chút. Trước buổi nói chuyện này thì em có được biết là năm nay cũng chính là năm kỷ niệm sinh nhật thứ 10 của Fab TV. Vậy thì có một câu hỏi em muốn đặt cho tất cả các anh là mọi người cảm thấy như nào sau 10 năm? Thấy nhanh. Nhanh. Thấy nhanh, mọi thứ nó quá nhanh. Bởi vì anh em cứ lo làm mà không để ý tới thời gian thì thấy ủa sao nhanh quá, mới đây 10 năm rồi. Không nghĩ tới là đây là 10 năm luôn. Nó chỉ có cảm giác là nó quá nhanh. Vậy thôi à. Một cái em khá tò mò là công việc hiện tại của mọi người, ví dụ như làm sản xuất phim, đấy có phải là ước mơ từ thuở nhỏ của tất cả các anh không ạ? Không. Thật à? Không. Ôi. Thật ra thì mấy anh em đây toàn là xuất thân từ những cái nghề bình thường nhất thôi. Yeah. Chưa ai dám nghĩ là sau này mình sẽ là một diễn viên, một đạo diễn hay là cái gì nó quá ghê gớm. Tất cả đều là duyên nó đến. Thì mình nhận thôi. Mình thấy là mình làm tốt cái việc này thì mình tiếp tục mình làm thôi. Đây là nghề chọn mình hết á, nhưng mà đã cho thì nhận trân trọng. Vâng. Thế vì sao mọi người lại lựa chọn YouTube làm nơi bắt đầu? Hồi đấy thì còn cái gì nữa đâu làm? Không còn gì cả. Theo như một thông tin mà em có nghiên cứu được, cụ thể là từ anh Viễn, tức là thời gian đầu anh đã phải làm việc không lương trong nhiều tháng trời để gần như là tạo dựng những cái bước đi đầu tiên cho Fab TV. Thì em khá là tò mò động lực nào để giúp anh có thể ở vì đấy. Thật ra không phải vì anh mà là tất cả các bạn ở đây. Nhưng mà trước đó thì do cái sự nghiên cứu kỹ thì mình cũng vạch định ra những cái kế hoạch và những cái mục tiêu thì sẽ là không lương trong bao lâu. Và tuy nhiên thì có cái khó khăn là sau khi triển thì cái thời gian không lương kéo dài hơn dự định một chút xíu. Kế hoạch của mọi người ban đầu là bao lâu? Và kế hoạch lúc ban đầu của tụi anh lúc đầu là tưởng tượng là khoảng một năm sau thì trung bình một tháng kiếm khoảng 3.000 đô. Nhưng mà do cái lúc mà làm được một tháng rồi thì anh mới phải dời lại thêm năm nữa, là khoảng 2 năm sau mới đạt được cái
cái KPI đó. Nhớ đồng lương đầu tiên mà tôi cầm của Pháp TV là 50.000. Để làm gì? Đổ xăng để đi quay hết. 50, được 50 các bạn ạ. Đúng, đúng. Cái đồng lương đầu tiên đấy là đến sau 1 năm đúng không? Như anh Viễn vừa chia sẻ. Đồng lương đầu tiên đó thì nó đến như là sau như lúc đó là Pháp TV số 9, tức là 7 tháng. 7 tháng thì vừa đủ 100 đô là đủ rút tiền từ YouTube nước ngoài, nó tự động trả về Việt Nam. 7 tháng. Trong cái quá trình mà suốt giai đoạn, ví dụ từ lúc bắt đầu đến lúc coi như là mình bắt đầu kiếm được tiền ấy, thì cái điều gì giữ cho mọi người cái nhiệt huyết để mình tiếp tục sản xuất? Theo Viễn thì đó là cái thứ nhất là cái niềm tin là nó sẽ thành công, và cái thứ hai là cái hạnh phúc trong lúc làm việc. Thì lúc mà làm việc thì mọi người vui vẻ, à ít ra thì bây giờ dù không có lương hay lương ít thì mình vẫn được cái hạnh phúc trong lúc mà mình đang làm phim. Rồi thêm một cái mà để mọi người hướng xa hơn là nó sẽ thành công. Với lại ngay từ lúc đầu thì tụi em cũng riêng em có quan điểm là nếu mà mình bỏ tiền ra để mình làm phim thì ước mơ thành công là để trước mắt, nếu như mà không có kiếm tiền được từ một cái bộ phim đó, ít nhất mình có tiếng. Nếu mà được mọi người biết tới thì mình có tiếng, thì đó cũng là một sự đầu tư cho cái bản thân mình rồi. Và một phần nữa là lúc đó cũng kèm theo là wow, các bạn làm phim không có đàng hoàng á, coi cái mình wow, cái mình mắc làm cho nó đàng hoàng. Giỡn không? Giỡn như giỡn trong cái đàng hoàng mà mình không đàng hoàng. Có một cái em rất là tò mò là sau khi mọi người bắt đầu có doanh thu từ nền tảng và từ các cái chi phí quảng cáo, thì đâu là cái khoản đầu tư mọi người đã phải tranh cãi nhiều nhất để đầu tư? Mình có tranh cãi gì không nhóm cũng khá là đồng lòng á. Tại vì lúc đó không có ai biết xài tiền hết á. Phải quá, xài tiền ta phải bả làm ông nhóm rồi. Bây giờ thì sao? Hồi xưa là lúc anh nhớ là lúc mà đang khó khăn nhất á nha, đang khó khăn chứ không phải là đang dư giả nha, thì có anh kia anh tài trợ 10 triệu thì tụi mình trích ra 50% chỉ để làm áo nhóm thôi. Coi là bởi vậy Vinh nói là lúc đó là chưa biết xài tiền rồi, đúng không? Nhưng mà đấy em nghĩ là nó sẽ gọi là dần dày lên tinh thần. Yeah. Tinh thần đội nhóm. Anh rất dễ thích nghe đỡ ấy nấy rồi xưa. Nghe sang ha, nghe cũng như mình cũng có chí hướng xíu. Có một cái em rất là tò mò là thứ tự tham gia của các anh như thế nào? Mọi người có nhớ lần đầu tiên mình gặp những người còn lại ở trong team không? Lúc đầu lần đầu thành lập thì mình tìm hai bạn diễn viên là Thái với lại Ribi. Thì lúc đó hai bạn này thì mình có quen trước. Rồi anh AT thì anh lúc đó anh đang làm giám đốc. Giám đốc thì anh cử mình để làm cái dự án Pháp TV này. Sau đó là tụi mình gặp Thái gặp Vinh. Thái gặp Vinh. Okay. Lúc đó là Thái là khách mời của bên Gia Quang. Để thấy anh Vinh lúc đó mình là đang làm biên kịch bên Phở Đặc Biệt. Mình khi mà mình đi quay cho bên Phở đó, mình thấy Vinh rất là hài. Ông anh này hài quá mà sao những cái miếng mảng của ảnh lại không có được gọi là tận dụng á, mình thấy tiếc. Mình nói anh nếu mà được á, anh có thể là không phải là mình lôi kéo mà là nói qua bên em chơi một tập cho nó vui, rồi mời Vinh về, vẫn kêu là anh lúc đó thôi. Ok, có gì để anh qua với mày. nhìn mặt của Vinh thì ai cũng qua bằng anh thật sự. Vẫn cái dạng mạo gì vậy nè, diện mạo gì nè, râu ria rồi tới cái xong cái ngày đầu tiên đi quay thì mới biết nó sinh 94. Mà rất là thành thật nha, tại vì mình lúc nào cũng thủ sẵn cái chứng minh ở trong túi đó, để cho mà khi mà mình khai tuổi thiệt á, để làm việc á. Rồi sau đó thì Vinh một chứng minh gà rủ phương hả? Vậy còn anh Tài? Anh Tài hơi ít nói. Tháng 8 2015 anh mới tham gia. Vâng. Cho nên là tất cả những gì lúc nãy giờ anh không tham gia là do anh không có chưa tới đồng hành chưa tới anh người. Chưa tới nói chung là đến lúc có tiền anh Tài mới vô. dạ. Mọi người có nhớ được cái video đầu tiên mà kiểu nó bùng lên và nó viral và nó khiến là mọi người nhận ra là ok, thật sự đây là một cái mảng rất là tiềm năng mà mình nên đầu tư nhiều hơn nữa?
nó may mắn đó lại chính là cái tập đầu tiên luôn. Tập đầu tiên là bữa nhân đón Valentine, là ngay cái lần đầu tiên của tập đầu tiên. Thì tất nhiên là sau đó thì nó lại flop. Bọn em cũng học YouTube, bọn em cũng hiểu cảm giác đấy. Thì tự nhiên nó làm cho cái động lực để mình có cái gì đó là kiểu một cái điềm báo là tụi bay nếu mà tiếp tục thì bay có thể sẽ thành công. Và nó làm cho mình suy nghĩ về cái dự án Phát TV này nhiều hơn nữa. Khi mọi người mới bắt đầu thì mọi người đặt tiêu chuẩn cho sản phẩm của mình như thế nào? Về cá nhân Viễn ở lúc đó thì nó là cái câu slogan của Phát TV là chúng tôi tạo ra cái sự khác biệt. Muốn làm cái gì đó nó cũng hài nhưng mà nó mới so với ở thị trường Việt Nam. Và tụi mình bám theo cái một cái gì đó nó bùng nổ, một cái gì đó nó lạ, cái khác so với những cái phim hài ở Việt Nam lúc đó. Với lại có một cái tiêu chuẩn mà mình cũng follow up từ đầu đến giờ, nghĩa là trước hết là cái content của bọn mình phải sạch. Là không có những cái lỗ lăng hay là hở gì trong đó. Em hiểu. Rồi cái phần thứ hai nữa về nhãn hàng, thì bọn mình sẽ nhận những nhãn hàng mà có những cái sản phẩm mà hữu ích cho cái cộng đồng fan của mình trước đã. Tại vì bọn mình quảng cáo thì mình cũng muốn một cái sản phẩm nào đó mọi người nếu mà xem clip của bọn mình và dùng thử thì nó là một cái sản phẩm chất lượng. Và đó là hai cái tiêu chí mà mình cảm thấy là nếu mà muốn đi lâu dài thì bọn mình phải giữ hai cái đó. Trong suốt cái quá trình mà mình xây dựng kênh Phát TV thì em nghĩ chắc chắn là sẽ có rất nhiều ý kiến ủng hộ có, mà tiêu cực thì cũng có thể có. Vậy thì mọi người đã đối mặt với những cái ví dụ quan điểm tiêu cực như thế nào? Như đó giờ cũng có cái đó. Cái này cho nên nói là tại vì nó cũng là cái quá trình trưởng thành của tụi mình luôn. Tại vì đời đầu thì tụi mình cũng trải qua cái độ tuổi bốc đồng đó. Đặc biệt là Vinh, nhỏ tuổi nhất trong cái dàn chính đó, là cũng hay reply comment lắm. không đẹp thẳng luôn, đưa mặt ra luôn mà mày sao tao sao à. Nhưng mà trải qua cái quá trình đó thì mình mới biết được cái này là tính chất của cái nghề của mình. Một khi đã làm cái người sáng tạo nội dung rồi, cái người làm nghệ thuật thì phải chấp nhận là mình được người ta nhận xét, mình phải cho phép khán giả của mình nhận xét về mình. Thì những cái khán giả nào mà tích cực thì mình sẽ cảm ơn họ, còn những khán giả nào góp ý tiêu cực thì mình sẽ chắc lọc những cái đó xem là có phải mình thực sự bị như vậy không. Để mình khắc phục và mình update bản thân mình lên. Vì nghĩ đó cũng là một cái lợi thế của cái người làm YouTube, khi mà mình được trực tiếp lắng nghe những cái ý kiến của khán giả đóng góp cho mình. Có thể là với cái quan điểm của mình thấy nó hay, nhưng mà với quan điểm của nhiều người mình thấy nó, người ta thấy chưa hay, bắt đầu mình phải chậm lại, mình sẽ suy nghĩ lại nhiều hơn về những cái gì mình đã làm và mình tìm cách thay đổi để cho nó tốt hơn, cái câu chuyện của mình phù hợp và được nhiều người lắng nghe hơn. Chia sẻ của anh cũng khiến em nghĩ đến chia sẻ của một vài creator mà em đã từng phỏng vấn. Các bạn đều nói là các bạn thích đọc và trân trọng những cái comment, những cái bình luận tiêu cực hơn là những cái bình luận mà chỉ khen, bởi vì chính những cái comment phải đào mạo đúng rồi. Cái này thật sự real đó, mình phải thật trung thật xíu, không phải là thích và trân trọng đâu, nhưng mà có nghĩa là mình sẽ đón mình sẽ phải học cách đón nhận những một cái đó tích cực. Một cách tích cực. Bạn này đang chửi mình hay là đang góp ý mình, sẽ có hai cái luồng toxic nó ở trong comment. Và chưa kể nữa là bây giờ càng ngày thì khán giả càng ngày càng thông minh. Thì sẽ có những comment mang tính là nhận xét, nhưng mà cũng có những comment là mang tính là phán xét. Cái ranh giới giữa hai cái đó nó rất là khác nhau. Đúng ý. Và nó mong manh lắm. Có một cái ý anh vừa chia sẻ là khán giả càng ngày càng thông minh, thì em muốn đặt câu hỏi là trong vòng 10 năm từ khi Pháp TV bắt đầu đến bây giờ thì mọi người đã nhận thấy có cái sự thay đổi nào trong cái xu hướng gọi là tiêu thụ nội dung của khán giả không, đặc biệt là trên YouTube? Có, nó rất là nhiều. Nhất là khi có những cái nền tảng xem phim khác ra, thì bắt đầu khi mà người ta coi YouTube không còn chỉ qua những cái điện thoại mà người ta coi trên TV nhiều hơn, cái màn hình nó rộng hơn, âm thanh nó cũng rõ hơn, và người ta cái độ tập trung người ta coi nó cao hơn so với là hồi xưa chỉ xem trên điện thoại, cái màn hình nó nhỏ xíu rồi. Có rất là nhiều thứ khiến người ta sao lãng,
Thì nhờ cái sự tập trung đó nên là cái đón nhận của khán giả tới cái bộ phim nó được chi tiết hơn và mình phải làm kỹ hơn nữa. Mình làm ẩu những cái lỗi thì người ta sẽ bắt bẻ mình. Tại vì người ta đã coi phim rất là nhiều nền tảng khác rồi, người ta có một cái sự so sánh nhất định. Cái mindset người ta cũng sẽ nâng cấp lên. Anh thấy thì học hỏi qua khán giả cũng là một cái điều rất là hay. Tại vì mạng xã hội video thì nó có tính hai chiều như vậy, là mình làm ra một cái sản phẩm và mình up lên và nhận được cái đóng góp của khán giả. Thì bọn anh cũng có cái nhiều cái điều chỉnh về cái content của bọn anh. Ví dụ như là những cái mà khán giả đóng góp đúng thì mình nhận và mình sửa. Tuy nhiên cũng không phải cái nào mà mình cũng sửa, tại vì có những cái mà thuộc về cốt lõi của mình thì mình vẫn giữ lại. Tại vì thật ra thì cũng như câu nói của em, khán giả càng ngày càng thông minh hơn và Pháp TV cũng phải điều chỉnh mình từ những cái content ngắn ngắn vui vui, và bọn anh đang thay đổi để làm ra những content mà chất lượng hơn. Là điều đó cần cái mới, cần cái thử nghiệm và cần một cái thời lượng dài hơn để bọn anh triển khai được nhiều cái mảng miếng hơn. Nghĩa là một cái bộ phim bây giờ nó không chỉ là hời hợt, chỉ vui vui, mà bọn anh muốn làm một bộ phim mà truyền tải được nhiều cái thông điệp mà nó ý nghĩa hơn. Kể từ đó mà khán giả xem phim của mình và họ rút ra được cái điều gì đó từ cái bộ phim. Thực ra có một cái mà em rất là muốn hỏi thêm từ câu trả lời của anh Tài, đó là nếu bây giờ mình nhìn ra xung quanh thị trường nội dung đi, thì có vẻ những cái xu hướng là đang nội dung ngắn lại đang lên ngôi và đang tập trung nhiều hơn, nhưng mà mọi người lại đang có xu hướng là làm nội dung càng ngày càng dài hơn và đầu tư hơn cho câu chuyện gọi là sản xuất. Mọi người sẽ nghĩ thế nào khi mà nhìn thấy ngoài kia tất cả mọi người đều đang làm short, và liệu nhu cầu hoặc là cái hành vi của người dùng nó có khiến cho những gì mình đang làm nó không đạt kết quả như mình mong muốn không? Anh nghĩ là Viện có một cái câu trả lời hồi xưa anh nghe cũng vẫn là rất là thích. Bởi vì khi mà mình làm ra một cái sản phẩm nào đó thì cái người xem họ sẽ bị tác động bởi cái thông điệp mà mình cần truyền tải. Là bọn anh muốn truyền tải một cái thông điệp nào đó mà ý nghĩa và tốt. Chứ bọn anh không muốn làm những cái đoạn clip mà ngắn ngắn, vui vui và câu view trên mạng. Tại vì khi mà mình truyền tải một cái thông điệp không tốt cho cái thế hệ trẻ thì những cái clip của mình nó sẽ viral và nó sẽ đến nhiều người khác. Và từ đó thì rất nhiều cái thông điệp sai hay về cách nhìn nhận cuộc sống mà mình truyền tải thì nó sẽ truyền từ người này đến người khác. Và bọn anh không muốn những cái đó nó cứ tiếp tục luẩn quẩn, nghĩa là mình làm ra một cái sản phẩm câu view và cái lần sau mình cũng phải làm một cái nào đó câu view mà không tốt thì sẽ có những bạn bắt trước và mình sẽ phải có thể là phải chịu trách nhiệm về những cái phần đó. Thì bọn anh không muốn cái hiện tượng đó, bọn anh gây ra những hiện tượng đó. Bản thân Viễn thì thấy là nội dung ngắn hay nội dung dài thì gì nó cũng ok, quan trọng là cái người xem người ta sẽ biết chọn lọc. Nhưng mà về cá nhân của đặc thù của cái ngành kể chuyện trong làm phim thì mình muốn nó có thời gian dài hơn để mà mình kể cái câu chuyện nó chi tiết hơn và người xem người ta thấm hơn so với những cái nội dung ngắn. Đó là do cái đặc thù ngành phim của Viễn thôi. Ngắn hay dài gì cũng được. Vậy thì em xin phép bắt đầu với các câu hỏi đầu tiên. Bạn này có hỏi là đối với những sản phẩm tạo viral quảng cáo, Pháp TV có bị chi phối nhiều bởi các nhãn hàng không? Đâu là nguyên tắc cân bằng giữa nội dung của mình và quảng cáo sản phẩm cho các nhãn hàng của Pháp TV? Câu đầu là khó biết. Khán giả là câu hỏi khó biết em ấy. Chắc chắn là. Làm YouTube mà muốn là phát triển bền vững và lâu dài thì không thể thiếu về phần nhãn hàng tài trợ. Tại vì thật ra thì nhãn hàng sẽ giúp mình một phần kinh phí nào đó để sản xuất cái tập phim nó tốt hơn. Nhưng mà không có nghĩa là nhãn hàng sẽ được quyền chi phối 100% cái content của mình. Đối với Pháp TV thì bọn anh xác định là nhãn hàng sẽ can thiệp vào khoảng tầm 30%. Nghĩa là 70% còn lại về cái nội dung đó bọn anh sẽ quyết định. 30% đó thì sẽ tác động ở những cái phần như là mọi người sẽ thấy là ví dụ như Thái Vinh sẽ nói về cái sản phẩm đó và công dụng đó. Tại vì thật ra thì bọn mình làm phim này là miễn phí ở trên YouTube. Thì khán giả đồng hành khoảng 10 năm với bọn mình thì cũng sẽ hiểu.
là ok là các bạn này làm thì sẽ có những cái phút quảng cáo như vậy và họ vẫn chấp nhận. Thực ra thì gần đây bọn mình cũng không quảng cáo và khán giả cũng hỏi là không biết là bọn này có ổn không, tại vì thấy là không có quảng cáo rồi đó. Thế mọi người có ổn không ạ? Bọn mình vẫn ổn, vẫn thở đều. Thực ra thì có một cái comment khi mà cái tập mới đây mà mình đọc được, mình thấy rất là ấm lòng, đó là nói là đây là cái nhóm mà tôi muốn được xem quảng cáo trên cái nhóm này. Bởi vì nếu mà không quảng cáo không biết họ còn trụ được bao nhiêu lâu. Mình thấy cái comment này làm cho mình muốn đi làm phim quá, muốn đi ngày mai đi đóng phim. Muốn đi chào khách hàng quá. Thật ra thì sẽ đâu đó có cỡ tầm 3 đến 4 nhãn ở đây là mình xin phép từ chối quay cho họ luôn. Tại vì họ can thiệp quá nhiều và họ muốn quá nhiều. Không phải họ muốn ở đây là lợi cho nhỏ mà họ can thiệp vô cả cái kịch bản cốt lõi của bộ phim, thì mình với mấy anh em nói là thôi chắc không nhận được. Tại vì nó làm hư luôn cái bộ phim của mình mà nó kỳ lắm. Cho nên tụi mình thà không nhận tập đó, không có tiền nhưng mà không nhận. Vậy thì sẽ đặt câu hỏi cho Vinh là nếu một nhãn hàng mà có một kịch bản sẵn của họ và họ đưa cho Vinh phát triển thì em có nhận không? Còn tùy vào cái brief của nhãn hàng đó đưa ra nữa. Với lại nếu mà chỉ post trên kênh nhãn hàng đó thôi thì mình hoàn toàn có thể nhắm mắt làm. Nó giỡn vậy thôi chứ thật ra. Nhắm mắt chưa? Trời, em bịch luôn á chứ không ai nhắm. Vấn đề là nó vui thôi chứ đôi lúc thì cái gọi là những cái bản thân mình đã xác định làm diễn viên hài rồi. Thì cái đó là cái bổn phận của mình, có nghĩa là sẽ làm vui những cái mà brief người ta đưa ra. Mình cũng diễn viên không phải là người ta đưa ra cái gì rồi mình đọc cái đó, mình diễn theo cái đó không, mà mình còn phải sáng tạo kể câu chuyện của người ta sao cho nó vui lên, nó hay hơn đó, góp phần làm cho cái người xem thấy là cái quảng cáo này vui quá. Còn riêng về những cái clip mà của Pháp TV á, thì mình cũng đã xác định với khách hàng rồi, tụi tôi làm hài có chèn quảng cáo chứ không phải là tụi tôi làm quảng cáo hài. Nó là như vậy, phân tách rất rõ. Dạ đúng rồi, cái đó là nó khác nhau. Còn nếu anh muốn làm quảng cáo hài, ok anh booking tôi đi, tôi quay cho cái kênh của anh thôi. Tôi không có post trên kênh của tôi. Còn nếu mà anh đưa tôi thêm. Câu hỏi tiếp theo là các thành viên có bao giờ mâu thuẫn và xích mích không? Sự kiện mâu thuẫn căng thẳng nhất từng xảy ra là gì? Anh Thái hả? Ôi, mắc gì đưa cho anh? Không thấy hay biết bà đó. Thật ra thì một cái nhóm nào nó cũng sẽ có, nhưng mà đến độ mà quá căng thẳng thì chưa bao giờ. Nó chỉ dừng lại ở mức độ gọi là thảo luận rồi để đưa ra một cái quyết định gọi là tốt nhất cho nhóm, chứ chưa bao giờ đến mức độ căng thẳng. Mà thường nó sẽ nằm ở cái mức độ gọi là nó nói chung nó rất là bình thường, chứ nó không gọi là gây lộn, nó cũng gọi là căng thẳng gì hết. Chỉ là kiểu là mình thấy cái đó nó không hợp lý, mình thấy cái này nó như vậy, rồi bạn trả lời mình đi, rồi bạn trả lời ok rồi xong vậy thôi. Chứ nó không bao giờ mà nó kiểu như là mày tao hay là quýt lộn không. Nhưng mà có đôi khi là anh em ai cũng nóng, ai cũng có vẻ là rất là nóng nha, nóng ngoài đây. Nhưng mà dạo gần đây thì chắc anh em quen hết rồi. Quen rồi, kiểu như gây lộn ngoài trai rồi. Nói gây lộn cũng đúng, nhưng mà kiểu như là nói tôi không thích vậy, tôi không thích vậy. Bạn có thể giải thích cho tôi cái miếng nó vậy được không? Hoặc là cái vấn đề nó vậy bạn giải thích cho tôi được không? Thì bạn giải thích xong nghe có lý thì mình ok, không có lý mình lại tiếp tục gọi là thảo luận. Tranh luận với nhau chứ không phải gọi là gây lộn. Biết tính là hết rồi. Biết là 10 năm điều hòa lẫn nhau. Thật ra là 10 năm rồi, bây giờ chỉ cần dở cái mông lên biết muốn đi hướng nào rồi. Mùi gì chỉ có mày thôi. Đó chuẩn bị cái lộn tới nơi đó. không nhất thiết là được phải đến mức phải viết rap diss. Chưa. Có một câu hỏi tiếp theo là nếu năm xưa không làm Pháp TV thì hiện tại các anh đang làm gì? Mình trước á, chắc vẫn làm công nhân thôi. Chắc mà vẫn làm công nhân, một người công nhân bình thường thôi. Đồng lương chắc như mọi người, như bao người thôi. Thật ra là nãy mình cũng chia sẻ là chưa bao giờ nghĩ mình làm được tới một người diễn viên như vậy. Người không có cái gì nó quá lớn lao, cho nên chắc nếu mà không làm Pháp TV thì mình không. Thật ra là làm rap đó
cái thời điểm mà mình chơi rap đó, nó không kiếm được tiền, thì mình phải buộc lòng phải là làm một cái nghề nó bình thường để mình sống. Thời cũng vậy, anh em rapper mà thời F1 là bây giờ cũng có người ta trái là phải hết trơn rồi. Còn Vinh thì sao? Em hả? Em nếu mà không làm diễn viên thì em rất là quý ba em, tại ba em có cho em một cái mindset rất là kiểu như là rất là an toàn trong cái tương lai. Đó là mày cứ đè môn tiếng Anh ra mày học cho tao. Tại vì cho dù mày có là một ông xe ôm, nhưng mà một ông xe ôm biết tiếng Anh ra bùi viện hay là ra phố Tây chở mấy ông Tây ba lô thì vẫn có thể kiếm tiền được nhiều hơn. Cho nên là mình có một cái nền tảng tiếng Anh tạm tạm được, gọi là để giao tiếp thôi. Thì khi mà mình chọn học vào trường đại học với ngành ngôn ngữ Anh đó, thì có thể là ông nói cũng hay là có giờ mày thất nghiệp thì mày đi dạy thêm, tại vì rất nhiều người đang cũng muốn muốn cần tiếng Anh, maybe mình sẽ là giáo viên tiếng Anh. Còn Viễn thì có thể là một dựng phim hoặc là bên kỹ xảo, tại vì hồi xưa là mình rất là thích cái ngành đó. Mà cũng có thể là xa hơn, vì bản thân mình từ nhỏ là sống trong cái gia đình khá là nghèo và cũng khu lao động, nên là từ nhỏ cái mục tiêu mình thành công nó luôn luôn đặt trong cái bản thân là mình phải tiến xa hơn. Vậy thì em xin phép chuyển sang phần quan trọng tiếp theo luôn. Là phần chúng ta nói về sản phẩm và cách bộ máy của HTV vận hành. Thì em muốn bắt đầu với câu hỏi đầu tiên, đó là FabTV 2024 và FabTV 2014, cái khoảnh khắc chuyển mình từ một team anh em làm content sang một tổ chức làm phim chuyên nghiệp xảy ra ở đâu, mọi người còn nhớ? Nó vào khoảng tháng 8 năm 2017, khi mà lúc trong cái thời gian 2017 là mình tính đi Mỹ du học về cái ngành làm phim. Thì đang trong cái quá trình mà học tiếng Anh để chuẩn bị đi, thì anh Charlie Nguyễn có về Việt Nam để mà mở lớp, bắt đầu dạy. Thì mình cũng thấy được cái, anh cũng nói về cái lý do anh về là muốn phát triển cả cái nền điện ảnh Việt Nam mà bắt đầu từ cái lứa nhỏ trước. Từ đó thì mình mới biết, và biết ra rất là nhiều anh chị cũng học từ nước ngoài về cũng muốn phát triển cái nền điện ảnh Việt Nam, và mình tham gia rất là nhiều khóa học của các anh chị. Thì sau một thời gian thì nó tốt hơn chút xíu, không phải tốt hơn mà là cái tư duy mình về làm phim nó có một cái sự thay đổi nhất định. Thì cái đó là cái 2017 là cái cột mốc là tụi mình thay đổi mạnh mẽ từ video clip sang phim. Đấy cũng là một cái mà em cảm nhận rất là rõ rệt khi xem video của FabTV, là em cảm thấy là có một cái sự đầu tư về cái ngôn ngữ điện ảnh. Em thấy tức là ví dụ với những cái cứ cho là phim ngắn em xem ở trên YouTube đi, tức là hai nhân vật đang ngồi nói chuyện với nhau thì em rất hiếm khi nhìn thấy một cái cảnh gọi là máy quay đẩy vào. Tức là nó đúng rồi, chính xác. Nhưng mà em thấy rất nhiều cái góc máy như vậy ở trong FabTV. Nó là thỉnh thoảng, tại vì học thì vẫn học đầy đủ, nhưng mà thời gian đầu thì mình bị cầu toàn, tại vì sau khi học xong mình bị cầu toàn, dẫn tới cái chuyện mà bức rứt trong người khi mà làm không có được á, không có làm đúng ý mình. Thì về sau khi mà có một lần gặp anh biên kịch Trần Khánh Hoàng thì anh nói là bây giờ cái lúc mà mày mà đi ra set á, bây giờ cái chuyện của mày là không phải là tự nhắn nhủ hôm mày phải làm gì, mà là hôm nay mày phải không làm gì. Có nghĩa là mình phải chấp nhận buông bỏ trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi. Ví dụ trong khoảng thời gian 2 ngày, cái clip này có 1 ngày, cái phim này có 1 ngày, cái phim này có 2 ngày, phim này 3 ngày, thì mày sẽ quay như thế nào? Mày cần phải không làm gì, ví dụ như góc máy xấu chút xíu, ánh sáng xấu chút xíu, cú máy xấu chút xíu, hay là diễn viên diễn tốt. Mình phải chọn cái đó. Có nghĩa là ok, bây giờ mình sẽ ưu tiên cái cảm xúc của diễn viên, cảm xúc của câu chuyện, và mình sẽ bỏ lại sau lưng những cái góc máy ánh sáng. Còn ví dụ như lúc nào mình có thời gian thì bắt đầu mình chơi ánh sáng đẹp, ánh sáng đúng cái câu chuyện, cái cú máy, độ rung máy đúng câu chuyện. Thì nó là tùy trong mỗi cái điều kiện lúc đó mình sẵn có, và mình sẽ làm gì và mình sẽ không làm gì. Tùy vô khách hàng nữa. Mà thấy mà cái tập nào mà tụi mình gọi là đầu tư hình ảnh rồi có cú máy, cú miết đồ kia là các bạn biết là khách hàng tập đó sợ. Khách hàng cũng sẽ gọi là cũng sẽ biết được là cho dù mình có trả nhiều tiền hơn những khách hàng khác thì FabTV cũng không có lời hơn, mà video của mình sẽ chất lượng hơn.
nhớ đó. các client hãy nhớ chào với mình lên em tiệm chào luôn. Bảo quá. Thông thường thì những cái cảm hứng cho các cái ý tưởng và các cái phim của mọi người sẽ được hình thành như nào? Nó có rất nhiều, khi mà mình học về biên kịch thì sẽ có rất là nhiều nguồn để mình lấy từ câu chuyện xung quanh, từ câu chuyện ba mẹ, từ câu chuyện bạn bè, từ câu chuyện cổ tích, truyền thuyết, những cái phim khác, những cái phim nước ngoài rất là nhiều. Thì mình sẽ có những cái hệ thống nhất định. Và tất nhiên mà để mà làm việc cho tốt thì cái quan trọng nhất là anh em tự truyền cảm hứng cho nhau. Có nghĩa là cái thái độ trong lúc mọi người làm việc nó có cái những cái nguồn năng lượng khiến cho những cái người làm chung người ta sẽ muốn làm hơn. Mọi người có một cái công thức hay là một cái mẫu số chung nào đấy dành cho các để sản xuất một cái video triệu view hoặc là hàng chục triệu view? Triệu view mà phải lời thì mình không có công thức. từng bước một thì mình có, nhưng mà để mà chung nhất cho mọi người dễ hiểu nhất á, và đầu tiên là mình phải muốn đạt được cái đó. Tại vì khi mà mình muốn, bản thân mình muốn là đạt được triệu view thì mình sẽ tự tìm cách. Và tự cách gì là do mình, do bản thân, chứ nó thật ra nó rất là rộng. Nó rất là nhiều cái mình cần phải làm. Có thể là may mắn mình được 1 triệu, nhưng mà cái cuộc chơi của Pháp TV thì nó, cái may mắn thì nó là do cái sự mình chuẩn bị kỹ hay không. Mình càng chuẩn bị kỹ thì mình sẽ được nhiều video, lúc nào nó cũng triệu view. Còn mình chỉ may mắn thì ok, hên tập này triệu view, tập kia xuống. Nên là theo mình là cái chung là mình phải muốn trước đã, mình phải thật sự muốn đạt được nó. Thì bản thân mình sẽ tự tìm cách chi tiết, những cách nào, có bao nhiêu cách. Mình sẽ phải học những gì, bắt đầu từ đâu, tìm kiếm con người ra sao. Thì cái đó là chắc là cái chung. Thật ra thì bọn mình không tìm kiếm một cái clip mà đạt chục triệu view. Và mình đang tìm kiếm một cái mà những cái những cái clip mà nó có thể đạt hàng triệu view. Vâng. Nghĩa là bọn mình kiếm một cái gì đó nó bình ổn. Có thể là trong số những cái clip triệu view đó có những cái content mình làm hay thì nó vượt lên. Nhưng mà có thể thấy trên hệ thống của kênh thì đa số những cái clip nó có chỉ số view rất là trung bình với nhau. Thì để sản xuất ra một cái nội dung đó thì bọn mình thấy có một vài yếu tố. Trước hết là bọn mình sẽ có về nhân sự. Nhân sự là mình tập hợp được những con người về sản xuất, rồi kịch bản, rồi làm những vấn đề như hậu kỳ, rồi những vấn đề như là về kinh doanh các thứ. Về thứ hai thì bọn mình đang thấy một yếu tố rất là quan trọng là về nội dung. Nội dung là về ý tưởng về kịch bản, là làm sao đó để 10 năm rồi mình vẫn có thể sáng tạo ra được những cái nội dung và kịch bản mà cảm thấy như là khán giả không chán mình, và có những cái mới để có thể update vào đó. Vâng. Vấn đề thứ ba nữa là vẫn phải nói về vấn đề về nhãn hàng, là để duy trì xuyên suốt 10 năm bọn mình vẫn phải có yếu tố về nhãn hàng. Là nhãn hàng thì sẽ hỗ trợ mình về vấn đề về chi phí, là muốn làm một cái nội dung mà đầu tư thì vẫn phải có chi phí ở đó đồng hành song song. Tuy nhiên thì nhãn hàng đồng hành và chúng mình cùng chia sẻ cái lợi ích, là bọn mình sẽ có cơ hội được làm những bộ phim mới hay, và nhãn hàng có cơ hội được tiếp cận về cái tệp khán giả của bọn mình qua những cái clip mà có nhiều lượt xem, mà khán giả đặt kỳ vọng là với ngân sách đó thì sẽ đạt được cái mục tiêu đó. Rồi cuối cùng là cái yếu tố về truyền thông. Thật ra thì truyền thông của những tập phim của Pháp TV thì nó vẫn có một bộ phận đằng sau. Tuy nhiên nó không phải là một cái gì đó mà bọn mình đầu tư nhiều. Thật ra thì nó cũng có thể nói là hữu xạ tự nhiên hương, nghĩa là bạn làm một cái nội dung hay và tâm đắc, và bạn đã làm cái đó nhiều lần rồi thì có thể là vấn đề truyền thông mình cũng không đầu tư nhiều, nhưng mà vẫn phải có. Em cũng hiểu rất hiểu cái chia sẻ của anh, bởi vì cái phương châm của em đặc biệt là trong việc sản xuất nội dung của trên YouTube cũng là nếu mà sản phẩm tốt thì nó có thể tự truyền thông được nó. Đấy là lý do em thường rất thường hay phỏng vấn các bạn làm sáng tạo nội dung, và em hỏi là ok, làm tức là cái cốt lõi muốn tìm hiểu là làm thế nào để tạo được một cái sản phẩm tốt, liệu nó có một cái mẫu số chung gì ở đây không. Nhưng mà cái câu trả lời mà em
nhận được đến hiện tại thì mỗi người sẽ có một cách làm khác nhau. Mà gần như là cái mẫu số chung đó khi nó nằm ở cái cách làm việc nhiều hơn. Nên là đấy cũng là cái ý mà tiếp theo muốn hỏi là để cho bộ máy của Pháp TV liên tục được chạy, được vận hành thì mọi người có đặt những cái, ví dụ như là mọi người sẽ đặt những cái mục tiêu về tần suất lên video hay là views hay là về doanh thu ạ? Mọi người chọn cái nào hay là tất cả những cái đấy? Với bọn mình thì nghĩa là bọn mình điều chỉnh theo từng thời kỳ. Vâng. Là ví dụ như là khoảng tầm 2015 lúc anh đi làm đến 2017 thì bọn mình đang chú trọng về vấn đề là tần suất và lượt xem. Đó thì mình cần phải chung là thị trường mới và rất nhiều các bên tham gia. Mình đang cần phải ra tần suất nhiều và lượt xem phải tốt. Thì khi lượt xem tốt thì mình sẽ có nhãn hàng họ chú ý và họ tài trợ để mình có kinh phí làm. Tuy nhiên đến 2017 thì bọn mình thay đổi. Là hồi đó bọn mình làm đến khoảng tầm 5 đến 6 số một tuần. Thì anh em làm việc rất là nhiều và quay đôi lúc thì 6 7 ngày một tuần. Lúc đó thì bọn mình sẽ gặp một vấn đề là nhân sự quá tải. Burnout. Đúng rồi. Là mọi người sẽ có mỗi người một bịch thuốc. Lúc đó thì bọn mình cần phải điều chỉnh, nghĩa là bây giờ mình cần phải thêm một ít nhân sự vô để cái khâu này quá tải mình sẽ giãn ra, rồi bọn mình sẽ nhận ít lại để nội dung mình làm đầu tư hơn, tại vì làm nhiều quá thì ý tưởng không kịp và lúc đó thì nội dung sẽ đi xuống. 2017 bắt đầu bọn mình điều chỉnh vấn đề đó, rồi lại đến 2020 bọn mình lại điều chỉnh một lần nữa, nghĩa là giảm tần suất xuống tiếp, thì bọn mình muốn làm những cái nội dung mà chất lượng hơn. Lâu đó thì mọi người sẽ thấy lại là một tháng mà mình chỉ làm được khoảng từ 4 đến 6 số thôi. Khi mà mình đầu tư hơn thì mình lại nghiên cứu đối thủ và mình nâng cái ngân sách của mình lên. Nghĩa là sẽ có rất nhiều bên họ chào những giá khác nhau. Với Pháp TV thì bọn mình muốn làm những content và chất lượng thì bọn mình sẽ trao đổi với nhãn hàng, là họ sẽ hiểu là với ngân sách đó bọn mình sẽ làm cái gì và khách hàng sẽ có một cái content như thế nào với số lượt xem như thế nào. Thì mình nghĩ là mỗi một thời kỳ bọn mình sẽ điều chỉnh khác nhau. Có vẻ như là em thấy là cái hướng chung là mình sẽ làm sao để mình tập trung làm được sản phẩm tốt hơn và chất lượng hơn. Và có vẻ đấy cái điều đấy nó thỏa mãn cả cái mong muốn của mọi người nữa. Không phải chỉ là câu chuyện về mặt gọi là nhãn hàng, giống như Vinh cũng gửi gắm khá nhiều từ đầu đến giờ. Rồi, gửi gắm tiếp. Đó là gọi là cái tỷ lệ thuận mà. Tại vì khách hàng càng ok thì bộ phim càng chất lượng. Như nhiều bạn cũng đồng hành với Pháp TV từ lâu rồi thì cũng đã xác nhận là Pháp TV là một trong những nhóm mà lòng quảng cáo vô không có bị phô nhất. Và em hoàn toàn đồng ý. Lúc đầu thì mọi người cũng cái kiểu chuyển đổi của tụi mình thì mọi người cũng bị sốc khi đang coi một cái bộ phim một vậy, tự nhiên cái có quảng cáo vô. Trời ơi, bên này nhóm này có quảng cáo, nhưng mà họ kiểu như là chỉ thấy quảng cáo thôi thì họ đã đang ác cảm với quảng cáo rồi. Nhưng mà dần dần thì khán giả hiểu với mình. Cái mà mình mừng nhất như nãy anh Thái nói là thấy cái comment của bạn từ một nhóm mà khi mình vừa chuyển đổi qua có nhận quảng cáo thì bị phản ánh, trời ơi nhóm này giờ mất chắc là nhận quảng cáo. Nhưng mà sau khi làm 10 năm đồng hành với quảng cáo thì đã có những comment là đây là nhóm YouTube duy nhất mà tôi mong họ có quảng cáo nhất. Để họ có thêm kinh phí thì họ làm nhiều phim cho tụi con. Và cái đó là cái mình quý nhất, mình thấy được rõ những cái tình cảm của quý vị khán giả dành cho mình. Mọi người có sử dụng cái việc phân tích dữ liệu từ nền tảng, từ YouTube để là lên ý tưởng này, hoặc là để làm nội dung nó sát với nhu cầu của người dùng hơn không? Thật ra thì khi mình hoạt động trên một nền tảng nào đó thì những cái phân tích ở bên trong của hệ thống rất là hữu ích. Ví dụ như là về giới tính này, độ tuổi, rồi vùng miền. Thật ra thì mọi người xem phim của Pháp TV, mọi người cũng thấy là bọn mình có nhiều cái dòng phim khác nhau. Thì tại sao lại có những cái dòng phim đó? Thứ nhất thì bọn mình phân tích trên hệ thống, ví dụ như là với cái series mà Cơm Nguội, bọn mình đang có những cái độ tuổi khán giả khoảng tầm 23 đến 35 rất là nhiều. Thì đâu đó bọn mình đang thiếu một cái khoảng là khoảng từ 16 đến 22. Thì tại sao mà bọn mình lại ra cái dòng phim học đường là như vậy? Là mình cần phải có nội dung để phát triển cái độ tuổi này. Đó, cho nên là bọn mình làm thử. Nhưng mà làm thử xong thì cũng thấy là hiệu ứng rất là tốt và bọn mình duy trì. Hồi trước em có một giai đoạn mà em sử dụng
Tức là em nghiêng về phía data nhiều quá. Và gần như là nó khiến cho team làm việc cùng với em và bản thân em cũng bị burnout rất là nhiều. Nhưng mà xong sau đấy có một cái giai đoạn thì em lại nghiêng về cái gọi là khía cạnh sáng tạo và tạm thời bỏ qua các con số. Thì em muốn đặt câu hỏi là làm thế nào để mình có thể cân bằng được giữa, tức là cái việc đảm bảo những con số một cách ổn định và vẫn đảm bảo được cái tính sáng tạo và cái nghệ sĩ tính cho việc sản xuất nội dung. Ở Fast TV thì anh nghĩ là anh ưu tiên về các bạn nhiều hơn. Là các bạn yêu thích và muốn làm nội dung nào đã. Chứ bây giờ mình ép các bạn vào một cái nội dung mà để phát triển về mặt kinh doanh thuần không thì không tốt. Đó là lý do mà nhóm vẫn còn đang rất là bình dân. Fast TV thì như em được biết là bị phóng của rất nhiều gương mặt nổi tiếng. Có một câu chuyện đấy, em nhận thấy là đôi khi là khi mà ví dụ mình có một cái personal brand và mình sẽ có công việc, những cái job vân vân nó đến, thì nhiều khi mình sẽ phải đặt lại cái thứ tự ưu tiên trong công việc của mình. Thì mọi người có bao giờ gặp phải tình trạng mà các công việc chung nó bị conflict, tức là nó bị xung đột với những công việc riêng không? Và phải xử lý như nào? Thực ra đôi khi cũng có, nhưng mà những cái chuyện đó mình có thể sắp xếp được hết. Không có gì là không thể, mình muốn hay là không thôi. Giống như là chuyện mình đặt chuyện nào quan trọng hơn thì mình sẽ làm chuyện đó. Và đối với tụi mình thì cái chuyện đi quay để ra phim thì nó quan trọng nhất. Đấy là chuyện quan trọng nhất. Đúng rồi, thì cái nào quan trọng nhất thì mình sẽ ưu tiên, mình làm trước. Phụng gọi có những chi Phụng gọi hả? Không, cái này quan trọng hơn. Đợi đi. Đó, nói chung là tụi mình sẽ ưu tiên lịch của Pháp TV nhiều hơn để mình làm. Để mình làm cho nó hoàn thành tốt nhất đã, rồi khi mà chuyện quan trọng nhất được hoàn thành thì cái đầu óc mình thoải mái hơn. Mà đầu óc mình thoải mái hơn thì làm những chuyện sau nó sẽ ok hơn. Là khó mình giải quyết chứ. Đúng rồi. Cái đóng phim thì khó lắm. Có một câu hỏi mà em rất muốn đặt mọi người là em thấy là cái việc để quy tụ nhiều người vào cùng một tổ chức và nhìn cùng một hướng nó đã khó rồi. Mà đây là team Fast TV đã đi cùng nhau phải 10 năm. Vậy thì điều gì giữ tất cả các anh trên cùng một con thuyền liên tục trong vòng 10 năm? Vui. Có thể là cái giá trị cốt lõi mà mọi người chia sẻ cùng với nhau ở đây là gì? Thực ra là mình cũng chỉ thấy là nó tạo cho mình một cái cảm xúc gọi là hạnh phúc khi mà được làm việc. Được cá nhân mình chút thì nó được hóa thân vào những cái nhân vật. Được làm nghề, rồi được phục vụ cho khán giả, rồi mang tiếng cười cho cuộc đời, là nó là một cái gì đó rất là tuyệt vời. Đối với mình thôi, đối với mình là vậy. Nói với em thì kiểu như trước đây cũng kiểu mắc làm phim á, cho nên ví dụ cho dù đúng là Fast TV là em cũng nảy cái sự đoàn kết của mấy anh em, thì khi mà anh em có kiểu như hồi nãy anh hỏi là có mâu thuẫn hay gì đó, thì em nghĩ là mọi người tự đặt cho mình một cái câu hỏi trong cái lòng, mày muốn làm phim hay là mày muốn mày đúng. Thì khi mà cãi lộn, nếu mà mày muốn mày đúng thì sau khi mày đúng chưa chắc gì cái phim này sẽ xong. Anh em sẽ tìm cách là mày muốn làm phim, rồi tất cả sẽ hướng đến cái chung và tìm cái điểm đúng chung của tất cả mọi người. Nó sẽ hoàn thành một cái tranh luận nó perfect. Rồi khi mà sao nói ra được những cái ý này hay như là hay thật mà anh. Dạ. Thì đó là cái mindset của mấy anh em, với lại nhất là cái sau cái đợt dịch thì anh đặt câu hỏi này. Có nhiều người đặt câu hỏi, ê, ví dụ như là sau này đó mà sao thằng đó nó hỏi mà đúng ghê, không có khách hàng nữa thì sao, chưa có khách hàng thì sao, có những số nữa thì có thể là tụi tao quay ít lại, nhưng mà tụi tao vẫn làm, tại vì chí ít là so với thời điểm đó, với thời điểm tụi tao bắt đầu, tụi tao cũng phải bỏ tiền ra tụi tao làm nữa mà. Không biết là tụi tao làm mà tụi tao có thêm 5-10 triệu, ok, that's it, ok. Mình vừa được làm phim, vừa được sống phim. Và đặc biệt làm ở Fast TV là cái gì? Mình được làm cái mình muốn làm. Đôi lúc mình ví dụ mình là một diễn viên thôi, thì cái phim này gọi, alo, em anh có vai này, mình đang đóng sản phẩm của người ta, nên mình tạo ra những cái mà mình thích đóng này quá ta, để làm kịch bản dưới dạng này. Thì cái đó là những cái mà mình nghĩ về cái hướng tích cực mà mình có được trong cái khó khăn. Đó là như vậy. Nên cứ thế mà quốc thôi. Câu trả lời rất hay. Cái này là từ góc nhìn fan Fast TV 10 năm. Em muốn hỏi mọi người là Fast TV thì vì mọi người rất là muốn
phát triển trong câu chuyện làm phim. Mà làm phim thì đương nhiên là ngoài câu chuyện phim hài nó có thể các cái thể loại khác nữa. Mọi người có bao giờ nghĩ đến việc là sau này sẽ phát triển một bộ phim nào đó mà không phải là hài, có thể là phim ra rạp hay gì đó không ạ? Tất nhiên là chắc chắn là mình sẽ nghĩ tới, nhưng mà mình sẽ, nếu mà bây giờ chưa có cơ hội thì mình vẫn luôn chuẩn bị từ từ. Mỗi lúc đi quay mình sẽ thử nghiệm những cái mới, hoặc là những lúc đi quay xong mình về nhà mình vẫn sẽ update bản thân. Mình muốn cắm rễ cho mình nó thật sâu và cái nền tảng nó vững chắc trước đã. Khi nào có cơ hội thì mình sẽ làm, còn nếu mà chưa có cơ hội thì mình vẫn ít nhất là mình vẫn đang hạnh phúc ở Pháp TV, mình vẫn đang hạnh phúc với cái những sản phẩm YouTube của mình. Thì lúc nào mình cũng hạnh phúc hết. Giống như hai bạn nói là được làm những cái của mình thì đã là hạnh phúc rồi, còn cái chuyện mà được có may mắn được làm những cái cơ hội lớn hay không thì duyên. Em có đặt câu hỏi là từ khi YouTube Shorts xuất hiện thì nó có thay đổi cái cách mọi người làm phim không? Làm nội dung cái gì ngắn em không? Có thay đổi không, mà nó đã thay đổi như thế nào? YouTube Shorts xuất hiện thì nó làm thay đổi rất nhiều. Ví dụ là mọi người check trên cái phần trending thôi thì nó cũng đã phải chia sẻ cái vị trí đó cho cái shop cũng phải là một nửa rồi. Thật ra Pháp TV thì cũng phải điều chỉnh, nhưng mà bọn mình không điều chỉnh bằng cách làm nội dung ngắn, là bọn mình vẫn làm những phim dài, nhưng mà mình sẽ có những cái phần là gọi là phái sinh, nghĩa là bên các bạn hậu thì sẽ phải là làm những cái phái sinh dạng dọc và cắt những cái mảng miếng hài trong những tập phim đó để bót lên. Em nghĩ là sẽ có rất nhiều các bạn khán giả đang xem buổi nói chuyện này, các bạn cũng đang là những nhà sáng tạo nội dung, và em nghĩ là cũng sẽ có một vài bạn đang ấp ủ một cái ước mơ để có thể làm phim. Vậy thì với những bạn như vậy thì cái tinh thần cần có các anh nghĩ nên là gì? Vậy đồ đấy, nghĩ đó là cái giống như cái chung chung mọi người hay nói là cái đam mê, nhưng mà cái đam mê thật sự là gì thì nó nhiều người không? Mỗi người sẽ có một định nghĩa riêng. Mọi người định nghĩa về đam mê thì nó là những cái gì khiến cho mình có cảm xúc, nhiều thì mình sẽ muốn hướng tới nó tới cùng. Tại vì cảm giác nha, không gì là không thể. Từ khi mình bỏ cuộc sớm quá thì mình không đạt được tới cái đích đó. Và khi mình đủ cái sự hứng thú, đủ cái sự tò mò nó thì tuy là nó khó nhưng mà cái thành công thì nó sẽ ngọt ngào hơn. Mình có một câu dành, nói chung là mình sẽ muốn nghĩ là mình nên chia sẻ là các bạn muốn làm thì các bạn phải làm, các bạn hãy làm đi. Mà nếu như các bạn làm á các bạn còn có phần trăm để các bạn chiến thắng, các bạn thành công. Còn nếu các bạn không làm thì phần trăm chiến thắng của bạn là không. Cho nên là các bạn thích, các bạn hãy làm đi và làm bằng tất cả những gì mình có thể, và làm bằng tất cả những gì mình có để phát triển, để mà có một chút gì đó gọi là thành công đối với chính bản thân mình trước. Ok, chúc các bạn thành công. Đúng, câu chào kết luôn. Em cũng giật cả mình. Chưa kịp chia sẻ thêm. Đó, câu mình cũng chia sẻ đó. Bạn anh cũng nổ inbox nhiều về vấn đề này, nghĩa là từ email rồi những cái mạng xã hội mà Pháp TV tham gia, là sẽ có nhiều bạn là inbox là ví dụ như là em muốn tham gia cùng ekip được không, em muốn làm diễn viên được không. Thì bọn mình nhận được rất nhiều cái lời đề nghị như vậy. Nhưng mà thật ra thì nghĩa là một lời khuyên, nghĩa là đôi lúc nếu mà bạn có năng khiếu và tài năng thật sự thì bạn sẽ tỏa sáng rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà bạn không có những cái phần đó thì bạn có thể là vừa học vừa làm. Nghĩa là bạn muốn làm diễn viên thì bạn phải có kiến thức về diễn xuất, về điện ảnh các thứ. Rồi bạn có thể tham gia vào những cái vai nhỏ nhẹ như là diễn viên quần chúng các thứ. Là nghĩa là bạn phải, trước hết bạn phải học để có kiến thức và bạn phải có thực hành đó. Cảm ơn các anh vì những chia sẻ vừa rồi. Vậy thì để khép lại chương trình thì em có một câu hỏi cuối cùng thôi, là vậy thì qua tất cả những gì mà Pháp TV luôn làm từ trước đến nay, qua tất cả những cái bộ phim, qua quãng đường 10 năm, thì thông điệp mà mọi người muốn truyền tải đến khán giả là gì? Cái tinh thần, thật ra cái thông điệp thì tại vì mỗi tập nó sẽ có một cái thông điệp riêng. Nhưng mà cái tinh thần của Pháp TV thì được truyền từ thầy của mình, đó là tụi mình làm là tụi mình chịu trách nhiệm cho từng cái sản phẩm của mình. Có nghĩa là
cái sản phẩm này nó hay, nó dở, nó có truyền những cái thông điệp xấu cho người xem, nhất là những bạn con nít chẳng hạn. Ví dụ như người lớn xem mà có con nít xem thì mình phải cái đứa bé này nhận được những cái gì tốt đẹp hay những gì cái tư duy xấu là do mình. Nên là Pháp TV cố gắng làm những cái sản phẩm mang những cái thông điệp hoặc là những cái bài học tốt đẹp để cho cái con người và xã hội tốt hơn từng ngày. Thông điệp thì nhiều lắm, mỗi tập mỗi ngày. Ok, chắc có một câu hỏi nữa dành cho tất cả mọi người đi. Tức là trong cái quá trình hoặc là cái hành trình của mọi người thì câu hỏi này chắc là YouTube rất quan tâm. Đấy là mọi người có nghĩ rằng việc làm YouTube, làm nhà sáng tạo nội dung ở trên YouTube hoặc là nhóm nhà sáng tạo nội dung có thể trở thành một nghề ổn định được không? Dĩ nhiên là có rồi, tại vì quan trọng hay không nó không phải là bạn chọn cái nghề nào mà quan trọng hay không là do bạn. Bạn đúng rồi, bạn giỏi, còn ví dụ như bạn dở thì bây giờ bạn làm công nhân bạn vẫn bị đuổi việc thôi mà. Còn nếu bạn giỏi thì cái khó nào bạn cũng vượt qua được. Nền tảng nào cũng sẽ win nếu bạn giỏi. Có ông anh cũng vậy đó, ông chạy rap ông mém bị đuổi rồi, cho đến khi ông làm content creator về xe ôm. Em rất thích xem những cái video như vậy. Làm những cái mình giỏi thì cái đó sẽ là cái bền nhất. Ok, vậy thì cảm ơn các anh, cảm ơn anh Viễn, anh Thái, anh Vinh và anh Tài đã dành thời gian tham dự The Creator, và cũng cảm ơn anh Việt Anh vì đã ở đây để giúp em cân bằng thế trận. Và nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi gì cho đội ngũ của Pháp TV thì hãy để lại ở trong phía dưới trong phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn rất nhiều vì đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.